Kính thưa quý vị, ngày 26 tháng 11, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Trảng Bom, Đồng Nai tiếp tục tạm giữ hình sự đối với Trương Ngọc Sơn, 42 tuổi, và vợ là Lê Thị Mỹ, 32 tuổi, đều ngụ xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, để điều tra làm rõ về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự. Cơ quan Công an, Sơn khai nhận, chị LBN ngụ xã Bắc Sơn do cần tiền để kinh doanh nên đã vay của vợ chồng Sơn số tiền 50 triệu đồng. Quá trình vay tiền, vợ chồng Sơn yêu cầu chị Ngọc viết giấy vay tiền, mỗi tháng phải trả lãi 10 triệu đồng tiền lãi. Đến nay, chị Ngọc đã trả cho vợ chồng Sơn số tiền lãi là 49 triệu đồng. Do không còn khả năng trả tiền lãi nên vợ chồng Sơn nhiều lần gọi điện thoại, nhắn tin đe dọa chị N, khiến gia đình hoang mang lo sợ. Đến ngày 24 tháng 11, vợ chồng Sơn đến nhà chị N đe dọa dùng vũ lực để đòi nợ, thì bị lực lượng phối hợp cảnh sát hình sự và tổ 161 công an huyện Trảng Bom bắt giữ.